Xin chào bạn, hôm nay mình sẽ giới thiệu các bạn về dòng loa vi tính mini Scenic SN465. Đây là dòng loa vi tính mini của bản chất lịch gỗ, dòng loa 2.0, hỗ trợ mài trắng loa. Đối với cái dòng sản phẩm loa của Scenic thì xài tương đối bền, âm thanh hay, chất lượng. Thì cái dòng loa gỗ thì nghe ấm, kiểu dáng một mã sang trọng. Loa sử dụng nguồn thông cổng USB jack 3.5 sử dụng cho máy tính, hỗ trợ sử dụng cho điện thoại, điều chỉnh volume rời. Xem qua các thông số của nhà sản xuất. Bây giờ chúng ta sẽ test âm thanh của loa Scenic SN465. Chúng ta sẽ test với nhạc này. Thank you.